Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em xin phép chia sẻ gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn xem chiếc xe đạp cổ của Nhật. Nhưng ở tiệm này có treo bảng giá ghi rất là rõ luôn. Thiệt thật sự không hiểu nổi cái tâm của người Nhật họ bán hàng. Thật là kỳ lạ thiệt, phải nói không hiểu nổi luôn. Quý cô chú, anh chị và các bạn xem, họ đăng giá bán chiếc xe này, nhưng không phải ai có tiền dễ gì đến đây rồi họ sẽ bán đâu. Mà một điều rất là đặc biệt đó là anh phải nhìn và cảm nhận người đến mua có thật sự yêu thích dòng xe này hay không, hay đến chỉ muốn mua rồi bán lại, thì tuyệt đối anh sẽ không bán cho người đó. Vì dòng xe này rất là quý hiếm, nó có lịch sử rất là nhiều năm luôn. Vì vậy, anh chỉ có để lại cho người thật, thật sự rất yêu thích dòng xe này và thật sự quý nó, thì anh mới để lại cho người đó sở hữu. Trước khi mình đến xin quay, anh cũng hỏi mình quay để làm gì. Mình nói cho tôi xin quay chiếc xe này để tôi gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn ở Việt Nam. Họ thật sự rất thích, rất muốn sở hữu một chiếc xe cổ của Nhật như vậy. Mình nói, anh cứ an tâm, tôi thật sự rất muốn giới thiệu cho quý cô chú, anh chị và các bạn của tôi ở Việt Nam để mọi người nhìn thấy được, rồi họ sẽ nhờ tôi mua giúp giùm cho họ. Thật sự họ rất là yêu thích những dòng xe đạp của Nhật ạ. Vì vậy, ảnh mới cho mình quay. Trước khi mình ra về, ảnh cũng dặn thật kỹ. Nếu như có mục đích mua để bán lại, thì ảnh sẽ không bán đâu ạ. Để xem chiếc này nó như thế nào mà ảnh bán thấy không phải dễ mua. Thay cái tâm của người Nhật họ bán hàng thật ngộ quá. Giống như một người cha mà gả một đứa con cho một người nào đó, cần phải xem xét kỹ lưỡng rồi mới gả cho người đó. Thật sự thấy lạ quá. Vậy để xem chiếc này nó có những linh kiện gì và quý như thế nào của anh chủ tiệm này, thì xin kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng theo dõi. Mới đi vào bộ phận của xe là nhìn thấy bộ rúp của Italia, là thấy chiếc này không phải mang bộ rúp thường rồi. Giò dĩa còn đẹp quá xá luôn. Anh xài rất là kỹ. Coupé Campagnolo. À, nguyên một bộ rúp Campagnolo này. Hôm trước ở tiệm em có quay nguyên một bộ của nó, là tầm khoảng 100 mấy chục triệu đó. Thay yên xe còn tốt lắm. Khung sườn thép của Nhật sản xuất ạ. Bộ rúp thì của Campagnolo Italia. Còn cặp niềng này rất là quý hiếm luôn. Quý cô chú, anh chị xem chắc ai cũng biết về cặp vành này. Nghe anh chủ bán nói cặp vành này bây giờ rất là hiếm luôn. Khung sườn nhìn thấy nó còn tốt ghê hồn luôn.
Dò dịa Campanolo. Đẹp quá. Cầm xe cũng còn sáng chứng ha. Clip cũng vậy. Chốt khóa của Campanolo nhìn chắc chắn ghê. Meyer cũng vậy, không có dấu hiệu oxy hóa gì hết. Hàm thắng, độc quá. Nhìn xe thấy trông còn mới lắm. Dạ đây, trong bản này anh cũng có ghi rất rõ luôn. Không phải ai có tiền mà mang đến rồi anh sẽ bán liền đâu. Chiếc này có ghi là năm 1975. Hư đi mư là khung, sườn sai là 520. Trọng lượng nặng là 9,5 kg. 2 x 6 ạ. 1975 mà nhìn xe cho đến nay nó thật sự vẫn còn đẹp như vậy. Phải nói nước sơn của Nhật và bộ rúp Campanolo Italia, hai nước Nhật Italia kết hợp lại trở thành một chiếc xe đạp đua cổ Nhật rất là cường tráng và thật sự quá bền bỉ. Dạ, quý cô chú, anh chị và các bạn ơi, em quay chia sẻ chiếc này cũng có thể có quý cô chú rất cần, cũng muốn sở hữu nó, muốn mua được chiếc này. Nhưng một điều rất quan trọng đó là khi em đến mua thì không biết anh chủ này nhìn em có thật sự yêu thích về dòng xe đạp đua hay không. Đó, vậy là cả một vấn đề. Chứ không phải quý cô chú anh chị đưa tiền cho em là em sẽ mua được đâu. Chiếc này em xin nói chưa biết được chắc chắn là có mua được hay không cho quý cô chú ạ. Dạ, vậy nếu quý cô chú anh chị thật sự cần thì em sẽ đến hỏi thử một lần xem sao. Dạ, vậy video chia sẻ chiếc xe đạp cổ Nhật xưa đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành rất nhiều thời gian để xem video. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.